Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy Nam chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu dép lê mang mã số 3329 màu nâu. Và hãy cùng thầy Nam chúng con đi vào từng chi tiết của sản phẩm để đi đang tận mắt tận tay trải nghiệm sản phẩm. Sản phẩm 3329 màu nâu này được sử dụng bằng 100% da bò miếng các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy kỹ. Màu nâu rất là dễ kết hợp, đem lại sự trẻ trung các bạn kết hợp với quần áo của mình. Điểm nhấn của đôi dép này các bạn có thể nhìn thấy đây là một miếng kim loại đặc trưng sáng bóng, được đường chỉ không viền chắc chắn, đế cao su êm bền mềm mại. Và sản phẩm này đang được bán tại Dây Nam chúng con chúng tôi với giá 350.000 đồng. Hãy truy cập trang web www.daynam.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0922698523 để hiểu thêm về sản phẩm cũng như các chính sách ưu quyền ưu đãi tại sản phẩm tại Dây Nam chúng con. Chúc các bạn có sự lựa chọn hoàn hảo cho riêng mình. Cảm ơn các bạn.